À, xin chào mọi người, vừa nãy đang quay liệu mà các bác cứ bảo em ơi em ra quay cho anh cây mộc. Thì bây giờ em quay cho các bác cây mộc hương này ạ. Em chọn cây này, cây mở hàng đầu line này, cây đẹp xuất sắc luôn. Cây này cây mộc bụi nhá. Bụi đẹp, phương châm của em là bụi đẹp còn hơn chi xấu. Đấy các bạn nhìn này, cây mộc bụi này quá là đẹp luôn. Tán to, sum, dày, đẹp. Con này tán to, đẹp. Đấy các bạn nhìn này, cao cây nó rơi vào khoảng 2,5 m. Đấy, tán rất là to nhá, cao cây 2,5 m, đặc biệt cây này này. Có 2 triệu thôi các bạn ơi, bán rất là rẻ, rất là sale trong cái ngày, trong cái live ngày hôm nay em bán đồng giá 2 triệu một cây. Là con này còn gốc tam đa nhá. Tam đa là tam tài, tam lộc, tam phú quý. Những cây mà gốc tam đa là chốt ba tay như này ấy, thì là thường là người ta rất là thích. Cây chốt ba tay mà ba tay nó cân đối nhau luôn nhá các bạn nhá. Cân đối khoảng cách với các tay nó rất là cân đối nhau. Nó đều nhau luôn, bạn cây này bạn nào không chốt thì hơi đáng tiếc luôn. Cây này em thấy nó đẹp nhất trong nô. Cây này em ngắm nó theo đánh giá của em thấy nó đẹp nhất trong nô. Thế là lên này em mới cho phát này, đừng cho phát đầu tiên luôn đấy. TM Sport HM, anh ơi nếu anh chốt hàng thì anh chụp ảnh màn hình cây này lại và nhắn tin vào số điện thoại em để đầu kênh ấy nhá. Nhắn tin vào số điện thoại em để đầu kênh đuôi 210 và đuôi 214 ấy, em có hai số đấy. Đây. Quá là đẹp luôn này, vanh 16 luôn này, vanh rất là to nhá, vanh 16 thoát thân 10 phân. Thoát gốc là 10 phân này. À. Thoát gốc là 10 phân. Vanh gốc là vanh 16, thoát gốc là 10 phân và nó chốt của nó chia thành 3 tay. Thành 3 tay rất là đều nhau nhá. Cây này mọi người không lấy hơi đáng tiếc. Bác nào mà lấy thì các bác nhắn tin vào số điện thoại em để đầu kênh ấy, mọi người nhắn tin vào đấy xong lát em chốt đơn cho mọi người nhá. Bác nào nhanh tay thì được cây này. Cây này là cây đẹp nhất vườn đấy. Theo em đánh giá này, ba tay rất là đều nhau. Bây giờ đi tìm hàng ba tay rất là hiếm luôn. Em quay sát da mộc này, da mộc đẹp này. Da mộc đẹp, chân mộc đẹp, vanh của nó vanh 16, thoát 10 phân và chia thành ba tay như này, tam đa. Tam tài, tam lộc, tam phú quý con này nhá. Con này. Rồi. Trên cây rất là nhiều hoa. Em quay lá này. Đây lá này, lá chuẩn lá mộc ta nha các bác nhá. Đấy, chuẩn lá mộc ta. Cây mộc hương ta hoa vàng nhá. Mộc hương ta hoa vàng, cây nó tàn hết hoa rồi, bây giờ nó đang đâm một lứa lụ mới này. À, đang có một lứa lụ mới, khoảng tầm 10 ngày sau nó sẽ lở rất là nhiều nha các bạn nhá. Đây là nụ của nó đây này. Khoảng 10 ngày sau nó sẽ lở. Cây này em thủy bán mộc ta hoa vàng nhá. Cây này em thủy bán giá là 2 triệu Việt Nam đồng thôi. 2 triệu nhá. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn cho ảnh màn hình. Sau đó gửi vào số điện thoại em để đầu kênh nhá. Phần thông tin liên lạc em để đầu kênh nhá. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Cái này bác nào không lấy hơi bị đáng tiếc. Xong cái này qua cái khác đi bạn ơi. Mộc hương ta hoa vàng. Thêm một con ba chốt nữa. Những con ba chốt này thì nó nói chung là cũng được nhưng mà nó không đẹp bằng cái kia. Cái đánh giá của em. Bạn quay bằng điện thoại gì ạ? Mình quay bằng điện thoại iPhone bạn ơi. Bị mờ hay như nào bạn ơi? Cái này nó có bị mờ không? Cái này đẹp này. Con này là ba tay này. Cái này ba tay này. Ba tay lại xếp thẳng hàng, nó khác hẳn cây kia. Cây kia là ba tay thì nó xếp chéo nhau. Xếp chéo nhau, còn cái này ba tay xếp thẳng hàng luôn. Đo vanh gốc đi bạn ơi. Một đôi ba củ nhé, không làm gì được bạn ơi, nhà mình bán đúng giá. Vanh con này vanh 15 này. Cây trước là vanh 16, cái này vanh 15 nhé các bạn nhé. Vanh 15 mà thoát thân này. Thoát thân đi. Những cái hàng này rất là đẹp. Thoát thân 8 phân. Thoát thân 8 đến 9 phân. Gần 10 đấy. Thoát thân gần 10 phân đấy. Cây này cũng rất là đẹp, tán rất là to này. Răm dày này, dựng thẳng nó lên này. Đấy, mẫu đứng đằng sau ấy nhá. Cao cây này trên 2 m nhá các bạn nhá. Răm dày. Lại còn hỏi mình là dùng iPhone mấy, iPhone 13 bạn ơi. Không hiểu sao tụt view nhỉ. Cây này em thủy bán là, cây này em thủy bán là 2 củ nhá. Bác nào ưng cái này thì chụp ảnh màn hình lại cái này cho em. Ưng cái này chụp ảnh màn hình cái này lại cho em để em qua cây khác, em qua cây khác nhá. Nay cho đại ca em làm mẫu thì ác rồi. Cho đại ca mày làm mẫu thôi. Chưa thấy bán được cây nào. Mẫu này mẫu không không chất lượng. Một đôi ba củ chốt cho mình không làm gì được. Sao không rõ mấy chuẩn mộc hương ta bạn ơi. Chuẩn mộc hương ta.
Không hiểu là do mạng ấy chứ. Chắc là do mạng đấy. Hôm nay quay cho các bạn toàn bụi to rồi. Chuẩn mộc hương ta nhá, chuẩn mộc hương ta hoa vàng em bán hàng bảo hành giống trọn đời cho các bác. Đây, con này to đẹp này. Thôi, để nó ra đây thôi. Bụi to, ủi ra ấy đây không nó vào biển nào, nó tắt lai bây giờ, sập lai bây giờ. Ba của hai cây không được bạn ơi, nhà mình bán đúng giá cơ mà cả làm gì, mà cả mình nó không nói rồi, mà cả đi mà cả lại 6 7 cây. Không phải xoay ra đây làm gì. 6 7 câu liền này làm gì đâu. Mình đã bảo mình bán đúng giá rồi thì mình chỉ có gian lộc cho một tí ti thôi. Các bạn cứ vào mặc cả một cây này, mặc cả đến 4G à, đúng là 4G bạn ơi. Rồi, hoa đây. Hoa đây lá đấy nhá. Em quay sát lá này, em giữ lại, giữ chậm này, giữ chậm lá cho mọi người ngắm cái lá này, chuẩn lá. Chuẩn lá nhá các bạn nhá. Có mất sim nhưng giá lên xe tại vườn ạ. Giá lên xe tại vườn nhá các bạn nhá. Rồi. Chuẩn mộc hương ta hoa vàng, em quay sát phần thân phần lá cho các mọi người xem, mọi người thẩm định chất này. Thế em bán hàng là bảo hành giống trọn đời nhá các bạn nhá. Cam kết là mộc hương ta. Cây này là vanh 10 năm này. Cây này là vanh 10 năm này. Thoát thân khoảng 10 phân. Cây này cũng là cây bụi to đấy ạ. Thoát thân khoảng 12 phân này. Thoát thân 12 phân nhá các bạn nhá, vanh 15, thoát thân 12 phân và cao cây nó rơi vào khoảng 2,5 m, cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng. Đấy, cây rất là đẹp nhá. Cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng thì em bán hành là bảo hành giống cho khách trọn đời luôn. Bảo hành giống trọn đời nhá mọi người nhá. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi mọi người ơi. Mỗi bác xem xin một tim một like. Em chả hiểu sao em nói vào cái từ gì vi phạm mà nó tụt view. Cây rất là đẹp luôn. Em vừa quay được 3 cây nhá. 3 cây vừa em quay đều là 3 cây bụi rất là to. 3 cây bụi rất là to. Bụi đẹp còn hơn là chi xấu nhá mọi người nhá. Bụi đẹp còn hơn là chi xấu. Mình mua một cây bụi to thì cây sau này nó sẽ rất là nhiều hoa. Các bạn nhá. Những cái cây bụi to này sau này về rất là nhiều hoa. Mà nhiều hoa thì nó sẽ thơm. Và mấy cái cây vừa rồi em quay cho mọi người đều là dáng dấp của nó rất là ok. Dáng rất rất là ok luôn. Cảm ơn Hoa Hồng Văn Đức đã thả tim thả lam. Mọi người nhấn có thoát thân, có thoát thân. Bây giờ để nát em nhấc cái thoát thân cho. Đây thoát thân này. Thoát thân này. Thoát thân 40. Thoát thân thì gốc nó sẽ nhỏ hơn là hàng bụi. Vanh nó sẽ nhỏ hơn. Đây, con này thoát thân đẹp này. Mà không nhấc được ra đâu. Không nhấc được ra ngoài đâu. Hàng thoát thân thì nó sẽ nhỏ hơn nhé các bạn nhá. Giá mình báo là giá bán lên xe tại vườn nhé các bạn nhá. Giá bán lên xe tại vườn chưa bao gồm tiền ship. Bạn nào mà mua hàng thì nhắn tin cho mình địa chỉ thì mình báo tiền ship cho mọi người. Cái bọn thoát thân là 40 này. Như cây này thoát thân khoảng 40 phân này. Thoát thân 40 phân, cây này là vanh 12 này. Đó, thân rất là đẹp. Thân rất là đẹp. Như cây này là cũng là 2 triệu ạ. Vanh 12 thì nó lại thoát thân cao nhá mọi người nhá. Còn vanh 14 thì nó lại có tiếng lại chưa mọi người ơi? Có tiếng lại chưa mọi người ơi? Các bạn bên phở bò có tiếng lại chưa? Em chạm vào cái gì nhỉ?
Có tiếng này chưa mọi người ơi? Đấy, chắc là bấm nhầm một cái nút gì đấy là làm mất tiếng thôi. Đây này, hôm nay tôi phải lôi ông Tuân ra để ông ấy làm người mẫu đấy. Thì các ông thấy đấy, ông Tuân hôm nay ông phải ra làm người mẫu thì hình nhẽo lắm, hình nhẽo quá. Chắc là do mạng thôi, chứ còn điện thoại của em điện thoại xịn mà. Ok rồi, ok. Đây, cây này đâu anh đi bạn ơi. Con này phải được 14 đấy nhở. Ui, con này đẹp này. Con này bác nào thích thoát thân cao này, con lấy con này này. Nói chung là vanh 14. Đấy, vanh khoảng tầm 14. Thoát thân khoảng hơn 20 phân. Cao cây khoảng hơn 2 mét. Cao cả cây rơi khoảng hơn 2 mét. Thoát thân con này đây. Thoát thân gần 30 phân này. Thoát thân 30 phân này. Đấy, thoát thân 30 phân. Em bán giá chịu 2 củ nhá. Ai ưng thì qua số điện thoại em để đầu kênh nhá, xin phép tắt like để em chụp ảnh nhá. Em chụp ảnh cho bác nào mà ưng cái nào thì em gửi ảnh cho nhá. Cho số điện thoại đi em, sợ Viettel, số Viettel nhé. Số của em là 0911451210 hoặc là số 0969162214 ạ. Vượt tiền plus làm gì mày? Sao? Không biết à? Phát hai máy, một cái nó chạm tay vào. Số điện thoại của em là 0969162214 hoặc 0911451210 nhá. Ai mua cái nào thì nhắn tin vào số điện thoại cho em. Em xin phép em tắt like đây.